Nhanh ạ. Ở đây là khu hội tù nhân chính trị của miền Bắc California. Thì trong đây là những người có đại hành rồi. Hôm nay là ngày 4 tháng 6 2022. Thì hôm nay là cái ngày những người lại đã đưa cái hình của ông Vũ Huynh Trưởng đây để đem vào khu hội trường chính trị để lại cũng như là một cái lễ để đưa cái hình ảnh này. Đi lại đây trễ rồi, có công việc á, thành ra mình sẽ lấy một số hình ảnh này để ghi lại. Chút nữa chút nữa mình đang ngoài nhà. Cô em ở trên đó là con loa là em của thằng trung úy biệt động dù chết. Tôi có quyền. Bởi ở bên cô Văn Lê. Dạ. Ở bên cô Văn Lê. Dạ vâng. Làm livestream cho cổ hát tặng lại trẻ. Dạ vâng. Ờ làm cho em đi. Anh quên mai sẽ quay cho em chị đứng nha. Đây. Đây là Hạ Văn đây. Chương trình phát thanh lâu năm ở cái San Jose đó. Đây là cái người là chuyên môn là những cái cuộc sinh hoạt là có mặt hết, mặc đồ rằn đó. Rất nhiệt tình. Ok, cảm ơn. Anh nhắc lại cho. Nhưng mà chưa thằng này. Chúng ta đang 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 chúng ta đang
Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em. Công ty của mình đang làm là My Realty Alone. Rồi cái số điện thoại là 925 978 4078. Cái email là vimxmy@gmail.com. Công ty của mình là đảm trách tất cả những dịch vụ cho vay. Ví dụ như là mua nhà để ở hoặc tái tài trợ, nếu mà tiền lời cao thì làm lại để tiền lời thấp. Mua nhà đầu tư, tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư thêm, mua nhà thêm hoặc là bất động sản thêm. Mua và tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư hầu hết các cơ sở thương mại, thí dụ như commercial, bất động sản. Lấy tiền ra và tái tài trợ lại
Công ty của mình đó là chuyên môn để đảm trách những hồ sơ mà đi vay á, mà đã bị những cái hồ sơ đó đã bị những cái công ty khác đã bị từ chối khó vay, hoặc bất cứ những người không có điểm tín dụng, hoặc là cái điểm tín dụng không được tốt, hoặc là phá sản. Mình là chuyên môn đảm trách về vấn đề đó, và đặc biệt là cơ sở thương mại về đầu tư về SPA và tiểu thương. Mình có đảm trách về cái cơ sở thương mại và tiểu thương gọi SBA, Small Business Administration của chính phủ tài trợ. Cái đó tiền đào thì khoảng là 10-15%, rất là thấp. Công ty phục vụ toàn nước Mỹ, mà là một số quốc gia khác ngoài nước Mỹ, đặc biệt là hầu hết trong 50 tiểu bang của nước Mỹ là công ty mình phục vụ được. Công ty mình đặc biệt là chỉ nhận lệ phí sau khi hoàn tất hồ sơ. Quý vị không còn phải trả một cái gì lệ phí cho cái công ty trước khi mà quý vị quyết định lấy cái loan hay không. Dù cái loan đã làm xong mà quý vị có thể thay đổi ý kiến không lấy thì quý vị cũng không có tốn một chi phí nào, tất cả cái hồ sơ của công ty mình phục vụ cho quý vị. Vấn đề về địa ốc thương mại thì quý vị, công ty của mình cũng có chuyên buôn bán về địa ốc nhà ở chung cư cơ sở thương mại toàn địa bang California. Đó là công ty mình đảm trách mua bán tất cả những dịch vụ cho khách hàng. Công ty của mình đều giữ quyền riêng tư kín đáo cho tất cả khách hàng, không có lọt ra những cái thông tin mà khách hàng đã giao cho công ty mình, tin tưởng đã giao cho công ty mình. Đặc biệt là sẽ nhận những cái hồ sơ mà nhiều nơi đã từ chối đó, thì mình có thể làm được. Ví dụ như là những người mà không may bị phá sản, hoặc là bị nhà kéo, hoặc là không có tiền tín dụng, hoặc là không có income đầy đủ tốt, thì mình cũng có làm nhiều loại loan khác nhau cho mỗi cái hồ sơ, cho mỗi cá nhân. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị anh chị em lắng nghe.